Rồi, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để cập nhật tình hình mới nhất về cái sàn ArchSwap nhé. Thì hiện nay sàn ArchSwap nó sẽ bán cái loạt pass, cái đồng HUN này. Đó. Đấy. Tổng cung của cái đồng HUN này là 1 triệu và giá lít sàn sẽ là 0.4 nhé. Đó, giá lít sàn là 0.4. Vậy thì những người nào có thể mua được này? Đây. Vậy còn 3 ngày 11 giờ nữa nó sẽ bán theo hình thức lot pass nhé. Rồi. Có hai hình thức bán, đó là bán danh sách trắng thì giá bán là 0.36 đô. Và bán public, tức là bán cộng đồng, là giá bán là 0.4 đô và nó sẽ bằng cái giá lít luôn. Mình sẽ không nói nhiều về cái HUN vì anh em tùy anh em thích thì có thể mua nhá. Mình sẽ nói một chút về cái sàn ArchSwap này. Thì hiện tại ArchSwap đã được CoreZao KYC nhé. Đây là cái biểu tượng này này. Thứ hai, hiện tại cái giá của cái thằng bao ấy, khi mà nó lít sàn cách đây 2 ngày thì nó giá 0.25 thôi. Thì hiện tại nó đã lên tới 7.2, tức là gần 7.3 đô rồi. Một con số rất là ấn tượng nhé. Đó. Và video trước thì mình có làm để anh em mua, thì không biết là anh em có mua không. Tuy nhiên thì mình đã mua và mình đã staking hết rồi. Đây, ví dụ mình đã farm hết toàn bộ nhá. Thời điểm đó nó giá nó đang thấp, nhưng mà tuy nhiên bây giờ thì hiện tại nó đã lên tới 186 đô rồi, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ APR ấy của nó là 1.245. Cái này thì nó dao động. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cái con này, con bao này nó sẽ còn tăng nữa. Con bao này còn tăng nữa. Đó. Lý do là nó bán cái con HUN này này tới ngày 20. Và hiện tại để mà vào được danh sách trắng ấy, đúng không ạ, thì buộc phải có cái đồng. Đó, đó chính là cái đồng nhân bao này này. Để vào được danh sách trắng mà mua ấy thì có nhân bao này này. Có cái đồng nhân bao này thì mới mua được. Mà muốn có đồng nhân bao này thì buộc anh em phải staking nhá. Đấy, phải stake bao, nó rất là độc chiêu nhá. Còn nếu không thì anh em cứ mua public thôi. Mà mua public thì tỷ lệ nó chọi rất là cao, cũng là hình thức bán tràn. Anh em đổ vào đấy khá là nhiều thì mới có thể mua được một số lượng cao được, mà nó tràn kinh khủng lắm. ArchSwap này nó tràn tới 4.000% lận. Những bạn nào mà mua được danh sách trắng ấy thì bây giờ lời rất là cao rồi. Ví dụ như của mình chẳng hạn, mình mua khi đấy giá 0.25 đúng không? Thì hiện tại nó mình đã lời tới 29 lần. Mình nó lời tới 29 lần rồi. Đấy. Và con bao này nó có đặc điểm là nó sẽ không có giảm nữa, có nghĩa là nó khả năng là nó không giảm cho tới ngày 20. Tức là khi mà bán xong cái con HUN này thì nó mới giảm. Mình nghĩ là như thế. Bắt đầu anh em sẽ xả nhiều. Tuy nhiên ý, thì từ giờ tới ngày 20 ý, thì con bao này nó sẽ tăng ấy. Rồi. Và nó có một điều nữa là nó sẽ chi 50% phí nhá. 50% phí giao dịch ý. Nó sẽ đốt. Đấy, và hiện tại nó đốt là 4.391. Cái lưu hành của nó hiện tại chỉ có chưa tới 1 triệu là 984.000 thôi. Và địa chỉ holder là 34.000, đúng không ạ? Và theo đánh giá của mình thì hiện tại là trong các sàn DEX ở trên hệ Core ấy, thì cái sàn ArchSwap này nó đang làm bài bản nhất. Cộng đồng của nó cũng khá tốt ha. Đó, bắt đầu có anh em xả rồi đấy. Rồi, video của mình thì chỉ cập nhật thôi và anh em có thể tìm hiểu thêm nhé. Anh em cứ vào tìm hiểu thêm. Dự án mà anh em muốn tham gia thì phải tìm hiểu thêm. Mình không có tư vấn đầu tư nhé. Đây là tùy thuộc anh em thôi nhé.
Đó. Video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video có ích thì có thể chia sẻ nhiều người biết và cho nó một like. Để ủng hộ kênh của mình thì đăng ký kênh và nhấp vào chuông để nhận các cái thông báo mới nhất. Tạm biệt anh em.